Hội chợ thời trang Việt Nam 2017 VIFF được tổ chức trong bối cảnh ngành thời trang dệt may Việt Nam có nhiều lợi thế trong xuất khẩu và là một trong những quốc gia đứng đầu trong khu vực cũng như trên toàn thế giới trong lĩnh vực này, đặc biệt là khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP sắp được ký kết. Hội chợ thời trang Việt Nam năm 2017 có quy mô trưng bày trên 4.000 m² với trên 200 gian hàng, quy tụ gần 150 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dệt may cùng nhiều đơn vị đại diện cho ngành da giày, mỹ phẩm và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp từ các tỉnh thành trên cả nước như May Nhà Bè, May Việt Tiến, Dệt may Hanoximex, May 10. Bên cạnh các khu trưng bày sản phẩm thời trang tại VIFF, năm nay khu triển lãm còn dành riêng cho các gian hàng trưng bày nguyên phụ liệu dệt may của các doanh nghiệp thời trang trong nước và quốc tế. Với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của ngành thời trang Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cũng như để hỗ trợ tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu, Hội chợ thời trang Việt Nam VIFF hàng năm đã trở thành sự kiện xúc tiến thương mại hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành thời trang nói riêng và kinh tế xã hội đất nước nói chung.